Chào mừng quý vị và các bạn đến chương trình diễn biến chiến sự trực tiếp trên bản đồ ngày 5 tháng 8, ngày thứ 528 cuộc chiến Ukraine. Chúc quý vị có ngày Chủ nhật vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ. Hôm nay chúng ta có nhiều thông tin thú vị, mặc dù là một cái ngày cuối tuần. Vâng, trước khi đến với những diễn biến trên chiến sự thì chúng tôi sẽ điểm lại các chiến trường để quý vị mới đến có thể nắm được tình hình. Chúng ta thấy hiện tại thì cuộc chiến nga ukraine nó diễn ra trên những chiến trình trường chính như sau à, từ trái sang phải từ dưới lên trên chúng tôi sẽ trình bày theo thứ tự đó một cách thông thường nếu không có cái gì đột biến chiến trường thứ nhất khe son chủ yếu diễn uh, giao tranh diễn ra ở hai hai bên bờ sông chiến trường thứ hai zaporizhia và khu vực nam donetsk khu vực mà ukraine đang tiến hành cuộc tổng phản công Chiến trường thứ ba là khu vực từ Marinka tới Bakhmut, tức là ở tỉnh Donetsk. Chiến trường thứ tư, uh, Sivek Liman đang diễn ra những cuộc tấn công của Nga. Chiến trường thứ sáu ở uh, năm, Kupian Kharkov, à, lời uh, cũng đang diễn ra những cái uh, sự chủ động nhất định của Nga và là một trong những cái chiến trường nó giáp danh với lại uh, khu vực uh, khu vực lớn của Kharkov và cuối cùng là chiến trường thứ 6 rất có khả năng diễn ra ở ba tỉnh lân cận Kharkov, Sumy và chekhiv Chiến trường số 0 đúng không ạ? Là khu vực uh, bán đảo Crimea và biển Đen và cái số 0 này thì từ lâu lắm rồi nó cũng không có uh, sôi động nhưng mà một tháng trở lại gần đây thì nó có thể nói là một trong những chiến trường mà nó sôi động nhất. Còn lại cái chiến trường số 7 ấy, là những cái hoạt động tấn công chiến thuật của hai bên vào lãnh thổ của nhau. Đến với lại cái chiến trường số 0 xung quanh khu vực uh, Odessa, Crimea và Biển Đen. Chúng ta thấy là chúng ta kết thúc buổi tối ngày hôm qua bằng việc uh, một cái USB của Ukraine tấn công vào một tàu chở dầu, một tàu thương mại của Nga. Con tàu mang tên uh, sig đã từng bị tấn công một lần nhưng mà thoát chết. Lần này thì uh, đã không may với lại cái uh, con tàu và thủy thủ đoàn của họ thì cũng không có bị gì nhưng mà cái khoang chứa uh, động cơ đây là nó khu vực này để quý vị này đấy bị đánh trúng và nó làm nghiêng con tàu và tất nhiên là thiệt hại rất nặng bởi vì nó trúng cái khoang động cơ bằng hầm nước và những cái nội tình xung quanh sự việc thì chúng tôi cũng đã phân tích quý vị cũng khá đầy đủ trong buổi tối ngày hôm qua rồi chúng tôi cũng không còn uh, muốn nói lại nữa và quý vị cần biết thêm thông tin, quý vị có thể quay lại cái video buổi tối ngày hôm qua. Về cơ bản thì chúng tôi chỉ điểm ra một vài những cái gạch đồ dòng để thấy cái ý đồ của Ukraine trong việc tấn công bằng những tàu dân sự. Thứ nhất là Ukraine muốn gây ra một thảm họa sinh thái dẫn tới các thảm họa liên quan tới địa chính trị, à, xin lỗi, địa kinh tế, đúng không ạ, xã hội, à, an ninh vân vân Tất nhiên cái đó quý vị không ở Nga, quý vị không cảm nhận được đâu. Nhưng mà toàn bộ các khu vực chiến tuyến, đặc biệt chiến tuyến phương Nam, những vấn đề liên quan tới uh, xã hội, đúng không ạ? Những cái uh, dư luận, vân v, v. À, Vẫn là những cái tỉnh cũ của Ukraine. Cho nên cái đấy là một vấn đề nghiêm túc đấy quý vị ạ. Nếu không muốn nói là nghiêm trọng. Nhiều người cứ nghĩ rằng là automatic mọi thứ ở trong lãnh thổ Nga thì nó sẽ thuận. Đúng không ạ? Không phải như vậy đâu quý vị ạ. Các chiến dịch thông tin của Ukraine nó rất kinh khủng. Đúng không ạ? Và bản chất của nó cho dù thân Nga bao nhiêu thì những tỉnh này vốn dĩ cũng đã là cái lãnh thổ của Ukraine. Cho nên cái sự chống đối cộng với lại những cái chiến dịch thông tin ukraine họ đầu tư cực kỳ lớn quý vị hãy nhớ là bao nhiêu thứ mà họ đang thậm hụt ở trên chiến trường thì bấy nhiêu thứ nó đang thẳng dư ở trên chiến, chiến trường thông tin đúng không ạ chiến trường thân, thông tin và chiến trường chiến tranh phá hoại là ukraine cực kỳ mạnh cho nên là cái việc đó nó là một trong những vấn đề nó rất nghiêm túc và nếu không muốn nói là nó nghiêm trọng như quý vị nhé nhiều quý vị bảo là thảm họa sinh thái rồi là an sinh xã hội thì ảnh hưởng gì mà tôi khẳng định quý vị ấy, cuộc chiến nó kéo dài quá 3 tháng thì nó sẽ ảnh hưởng cực kỳ nhiều. Huống chi là bây giờ nó đã tới mười mấy tháng rồi. Mục tiêu thứ hai tất nhiên là một trong mục tiêu cũng rất quan trọng mà có thể nói trên uh, ý nghĩa chiến lược của cuộc chiến thì nó lại còn quan, quan trọng nhất là nó đánh vào cái vấn đề thương mại của nga, đúng không ạ? Uh, một khi họ tấn công vào tàu thương mại như thế thì nó sẽ làm tăng cái sự rủi ro của các cái tuyến đường thương mại vốn mang lại cái huyết mạch kinh tế cho nga ở khu vực biển đen và chắc chắn phí bảo hiểm rồi là các cái tính rủi ro uh, có thể bị tấn công trở lại cũng như là phí bảo hiểm trên quốc tế nó sẽ rất cao không chỉ với tàu nga mà tàu nước ngoài uh, buôn bán tấp nập với nga chúng ta vẫn biết là nga một nước xuất khẩu và có khả năng thương mại hàng đầu trong các lĩnh vực liên quan năng lượng và các cái nguyên vật liệu thô đúng không ạ cho nên cái việc đấy là cực kỳ quan trọng uh, đây là một trong những cái đòn đánh có thể nói là rất là thâm thúy của phía ukraine tấn công tàu uh, dân sự thì nó dễ hơn và nó mang lại cái hiệu quả trên đường dài và nó cũng đi đôi với lại cái chiến tranh tâm lý và chiến tranh truyền thông của Ukraine cũng như là những thứ tôi vừa nói về cái điểm thứ nhất ấy, nó rất đang bổ sung tốt cho nhau và nếu cuộc chiến kéo dài Ukraine có thể tiếp tục gây được những thiệt hại về vấn đề dân sinh thì cái đó sẽ gây rất nhiều những cái rắc rối cho nga và tất nhiên vấn đề thứ ba thì chúng ta thấy là Ukraine thể hiện một cái sự nguy hiểm gọi trên Biển Đen, đúng không ạ? Họ sẽ còn tiếp tục tấn công rất nhiều nữa và chắc chắn sẽ gây thiệt hại cho Nga nữa. Cũng như là qua những hoạt động tấn công đấy thì họ sẽ khiêu khích Nga để Nga có thể hấp tấp vội vàng tung ra những cái đòn trả đũa không tính toán trước và có thể mắc bẫy uh, Ukraine cũng như là phương Tây. Và tất nhiên thì có tính toán hay không thì Nga cũng sẽ phải trả đũa thôi. Hôm nay thì buổi tối hôm qua chúng tôi đã thông báo quý vị về việc là Máy bay MiG-31 của Nga đã bắt đầu cất cánh, đúng không ạ? MiG-31 cất cánh thì có nghĩa rằng nó sẽ mang theo tên lửa giao găm, một trong những cái tên lửa đáng sợ nhất của Nga thời điểm hiện tại. Và bây giờ họ đã sản xuất ở trên một cái quy mô uh, sản xuất hàng loạt hàng tháng rồi, có nghĩa rằng là họ đã có một lượng lớn tên lửa kinh gian cộng với các loại tên lửa khác đang dự trữ để chờ mà trả đũa những cái việc như này. Từ tối ngày hôm qua đến thời điểm này thì đã có hai cuộc tấn công, 22 hai, hai đợt tấn công lớn vào rất nhiều cái lãnh thổ của Ukraine, đợt đầu tiên thì về hướng miền Trung và miền Tây, và đợt thứ hai thì về miền Trung và miền Nam. Thông báo còi báo động trên đã phát đi khắp cả nước, và nhiều người dự đoán là một trong những cuộc tấn công tên lửa lớn nhất của Nga từ trước đến nay. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta cũng chưa biết đến thời điểm này là họ tấn công bao nhiêu. À, mặc dù là đã có những cái thiệt hại đầu tiên, đây chúng ta thấy tên lửa đây hình như là Kinzan rồi, nó bay rồi nó bay ở cái giai đoạn giữa thì người ta vẫn còn nhìn thấy được đúng không ạ đến cái giai đoạn cuối thì bắt đầu nó mới tăng tốc đây là cái góc quay góc chụp từ khu vực phát nổ của sân bay Staro Konstantinov chúng ta nhớ sân bay đấy cách đây vài ngày đã từng bị tấn công và cách đây hai tháng đã từng bị tấn công và bị phá hủy tới sáu bảy cái máy bay còn bây giờ thì nó lại phát nổ ít nhất là hai lần trong ngày hôm qua trong tối ngày hôm qua và nó phát nổ kéo dài nhiều tiếng đồng hồ như vậy có thể là một cái kho đạn lớn hoặc là trang thiết bị máy bay nào đó đã bị phá đã bị phá hủy chúng ta sẽ chờ những thông tin liên quan tới việc đó còn ở khu vực Kupian thì một tên lửa cũng tấn công vào một khu vực uh, đóng quân đang tập trung rất đông quân để uh, chờ cái cuộc tấn công của nga để phản công hoặc là phòng ngự chúng ta nhớ ở khu vực Kupian nhé theo thông tin từ phía chính quyền thì đang có những cái uh, À, báo động liên quan tới việc là, là hiến máu này nọ vân vân như vậy là một cụ vụ tấn công đã đã đánh trúng một cái khu vực tập trung đông quân nào đó xung quanh khu vực lân cận Kubian như chúng tôi vừa nói ở khu vực này họ đóng rất nhiều lữ đoàn toàn những lữ đoàn thiết giáp đúng không ạ đấy và đang đóng để mà nhằm cản bước quân nga đang hổ báo ở khu vực phía liman top và kubian như vậy là rõ ràng đây là một trong những cái đòn đánh có thể loại mang lại những cái thiệt hại rất lớn về nhân sự còn đây là cái bản đồ vụ tấn công tên lửa thứ hai đã có những tiếng nổ ở Odessa, uh, Zaporizhia, Repinocho và một loạt các cái tỉnh xung quanh uh, Kyiogros. tới thời điểm này thì đã có một vài những thông tin đã có vụ uh, nổ ở khu vực Zaporizhia ở tuyến hậu phương và đã phát nổ ở một khu vực uh, liên quan tới kho đạn hay kho vũ khí nào đó. đợt tấn công thứ hai thì không biết có tên lửa Kinzan hay không nhưng mà là một sự tấn công phối hợp của rất nhiều tên lửa Caliber bao gồm 10 13 cái máy bay chiến lược TU95 xuất kích và tụ tập ở khu vực bán đảo Crimea cộng với rất nhiều UAV Geran tấn công dồn dập vào rất nhiều mục tiêu. Chúng ta chưa biết được thiệt hại của cái đợt tấn công thứ hai. Vâng, 15 15 cái TU95 đang xuất đang ở trên bầu trời tại thời điểm đó. Và thêm các vụ tấn công vào sân bay Konstantinovka rất nhiều tên lửa X-101, X-555, UAV Geran đã bay rất nhiều về hướng Kiev, Nikolaev, Odessa, Zaporizhia, Sumy, Chekivy với khoảng cách trên 1.000 km. Vâng, bay tứ toán, bay đi bay lại khắp nơi. Có thể nói nếu mà tính uh, cuộc tấn công uh, tên lửa hôm qua thì uh, toàn lãnh thổ của Ukraine đã đỏ lòm về báo hiệu uh, tấn công uh, chiến thuật của Nga. Còn chúng ta chưa biết cụ thể rõ ràng cuối cùng nó sẽ kết thúc như nào. Vâng, chúng ta sẽ chờ thêm thông tin liên quan tới vụ tấn công của Nga nhé. Bây giờ chúng ta đến với các vùng chiến sự. Chúng ta đến với Kherson. Kherson thì hôm qua Ukraine tiếp tục đổ bộ sang bên bờ sông, còn phía Nga bắt đầu dùng thêm cả tên lửa. Hình như hôm qua họ sử dụng tên lửa Kh-38 tấn công vào bên bên trái của khu vực Kherson, khu vực mà Ukraine hay đổ bộ lên. Cái tên lửa KH-38 này là cái tên lửa mà ngày xưa chính là Ukraine đã bàn giao lại cho Nga cách đây mười mấy năm ấy, nhân cái vụ mà bàn giao tên lửa đổi lấy hòa bình ấy. đấy thì bây giờ là ông nga ông dùng chính cái tên lửa đấy để ông sơi tái lại lại con nhà người ta đây chúng vị có thể thấy nhìn lấy khá nhiều những vụ nổ ở bên dọc bờ sông tiếp tục những qua à đây cũng là vụ nổ đấy rồi xin lỗi quý vị vụ nổ rất lớn lớn từ một tài khoản khác các vụ tấn công tiêu diệt pháo M777 ở dọc bờ sông. Vâng, chúng ta cũng xem chán rồi, mà chúng ta bàn về cái chiến lược chiến thuật đi. Ở khu vực Kherson thì như chúng tôi nói quý vị, bây giờ Ukraine đang khẩn cấp tấn công sang các khu vực đồng bằng châu thổ ở phía dưới hạ lưu sông Repo. và họ tấn công sang chiếm những cái khu vực đảo mà làm cái vùng xám. Phía Nga thì cũng đổ bộ sang để chiếm một vài các cái điểm quan trọng. Đây họ chiếm những khu vực này, hình như có khu định cư ở trên đây, tuy là cái vùng lũ lụt nhưng mà cũng có khu dân sống nó giống kiểu bãi giữa sông hồng ấy quý vị ạ đấy đúng không ạ mùa lũ lụt thì nó ngập nhưng mà bình thường thì vẫn trồng lúa trồng ngô vẫn kinh doanh vẫn ở được và vẫn có tắm tiên tắm tiếc xung vực đấy Đấy thì còn khu vực này thì pháo kích hai bên vẫn tấn công vào nhau Và bây giờ Ukraine đang đổ thêm khá nhiều quân sang để mở một cái điểm đầu cầu Bên này thì Ukraine đã kéo rất đông quân đến Chúng ta nhớ là lần gần đây thì họ đã tổ chức các cái trận địa pháo, trận địa UAV, trận địa phòng không kín mít khu vực này Như vậy đấy là những dấu hiệu mà chúng ta đọc trên truyền thông của Ukraine Và những bài chúng tôi đã từng phân tích với quý vị Cộng với lại việc họ còn đúng một tháng 8 hoặc là đầu tháng 9 nữa để mà tiến hình thành các cái chiến dịch phản phản công bởi vì sau thời gian đó thì họ không còn cơ hội nữa có nghĩa rằng họ lại quay về cái trạng thái phòng thủ đúng không ạ bởi vì thời tiết nó sẽ xấu đi không thể tấn công được nữa hai tuyến tấn công lớn bây giờ ở Zaporizhia Donetsk gần như nó đã bế tắc rồi đúng không ạ ít nhất là về mặt truyền thông thì chúng tôi thấy là chính đồng minh của Canada cũng nói là họ bế tắc rồi còn trên chiến địa thì rõ ràng Ukraine vẫn còn đang rất là sung sức Uh, tuy là nó mất đà nhưng mà nó vẫn còn cái nắm đấm đúng không ạ nó còn sung sức thế thì bây giờ cái câu chuyện là người mỹ bắt buộc ukraine phải mở những đợt tấn công lớn vào bán đảo crimea và một tấn công lớn thì chúng ta cũng nói rồi cũng chỉ có thể tấn công qua cái khu vực xung quanh lân cận khe son rồi uh, bằng cách nào đó lấn sân dần vào crimea thôi và muốn tấn công vào khe son thì tất nhiên cũng phải đổ bộ đi đây đúng không ạ một chiến dịch đổ bộ à, mô phỏng cuộc đổ bộ đồng minh của à, vào năm 1944 tại Normandy Pháp và tất nhiên cũng rất là khó ăn nhưng mà dù sao thì Ukraine cũng đang rất cố gắng có thể tất cả những cái nỗ lực của họ trong thời gian qua ở khu vực cầu à, Antonov và khu vực dưới này chính là cái việc mà họ tập dượt để mà cho một cái cuộc đổ bộ và tất nhiên chúng tôi cùng quý vị cũng đã hiểu ý đồ của ukraine là cuộc chiến này không thể loại bỏ cái chiến trường khe son và cái loại bỏ cái yếu tố đổ bộ được đúng không ạ ukraine đã tích lũy hàng trăm hàng nghìn các cái xuồng thuyền đổ bộ nhỏ như vậy là không thể đem cái đống đấy bán sắt vụn được cho đến chắc chắn với cái sức ép của phương tây và sức ép về thời gian cũng như sức ép về vấn đề bế tắc trong chiến thuật thì Ukraine sẽ mở một cuộc đổ bộ nào đó. Nhưng mà nói chung là đến thời điểm này nó mất cái ý nghĩa về tính chất gây cái đột uh, phá uh, về yếu tố bất ngờ chiến thuật rồi cho, cho nên cũng rất là khó ăn. Còn lại cũng có khá nhiều uh, quý vị có hỏi hỏi chúng tôi về việc Ukraine sử dụng pháo Hima bắn chết hơn 200 binh sĩ Nga ở đây. Thì cái sự thực của nó chúng tôi cũng quay qua video quý vị rõ rồi đúng không ạ? Bản chất cái việc đấy là một cái việc mà một cái đơn vị nào đó của Nga họ diễn tập, họ nghỉ ngơi ở khu vực này. Đấy, nhưng mà cái lúc túm đông tụm ba, hành quân mới lại trong hàng ngũ Ukraine không bắn, mà họ lại bắn vào cái lúc mà họ đã tản ra rồi. Đấy, họ tản ra vào các cái vùng bụi biếc để nghỉ ngơi rồi. Và như vậy cái tên lửa Hima tấn công vào các cái bụi đấy thì chúng ta không nhìn thấy thiệt hại nhưng rõ ràng là nếu mà nói tới uh, chục người thôi thì cũng đã là may mắn chứ nếu nói tới 200 người thì nó, nó hơi quá đáng đúng không ạ? Có khi cả cái đám đấy còn không đến 100 người chứ nếu mà nói đến 200 người thì có nghĩa rằng là họ đã cho một thêm số 0 vào. Tôi đoán là Ukraine sẽ cho một thêm số 0 vào để cho nó hoành tráng giống như mọi lần họ làm thôi. Còn nếu không ý, thì là họ sẽ thêm một số 0 cộng với lại số 2 đằng trước nữa nhân tức là nhân với 20 và tất nhiên những vụ lớn như thế thì nếu mà nó thật ấy, thì quý vị cũng thấy nó banh xác báo chí là rồi đúng không ạ còn làm gì còn đến cái mức độ chúng ta ngồi ở đây để nói như thế nữa khu vực Kherson Ukraine thiệt hại nhẹ nhàng 35 binh sĩ 3 xe một khẩu pháo theo thông tin từ bộ quốc phòng nga như vậy ở hướng Kherson quý vị hãy chờ đợi một chiến dịch đổ bộ nhất định nào đó liên quan tới Crimea nhé và chiến dịch đấy chúng tôi cũng từng phân tích kỹ nhiều lần rồi đúng không ạ nhưng mà cái lần gần nhất cách đây hai ngày. Vâng, ở hướng Zaporizhia thì Ukraine vẫn chưa từ bỏ các cuộc tấn công. Rất lạ luôn quý vị ạ. Ở khu vực Pataya thì hôm qua Ukraine còn mở ra mũi tấn công nữa. Tuy nhiên là chúng tôi không có thông tin cụ thể. Chỉ biết là cái cuộc tấn công của họ đã bị phía Nga bẻ gãy. Có nghĩa rằng nó sẽ giống một cái cuộc tấn công mang tính chất trinh sát giống như bình thường. Còn tại thời điểm này thì Ukraine lại tung thêm các cái đạo quân trinh sát của họ ở giữa khu vực uh, Pataya và Rabutino còn ở khu vực rabutino hôm qua chúng ta thấy là ukraine đã tấn công vào thẳng hướng rabutino hướng phải tấn công xuống vebone hướng trái tấn công vào Kobani, tức là tấn công từ ba hướng và sau khi cả ba hướng của họ thất bại hai xe bọc thép bị phá hủy toàn bộ cái cánh quân bộ binh sau đó bị trơ trọi đã phải rút về cánh rừng cố thủ ở trong cánh rừng và cao điểm ở giữa này còn sau đó phía nga đã phản công theo đà mượn gió bẻ mang và họ đã chiếm lại được cái góc bên phải của cái trận địa khoét sâu của Ukraine như vậy là lại một lần nữa Ukraine lại uh, tấn công không được lại bị nga phản công lại và chiếm lại một cái phần ở khu vực này với việc nga chiếm lại cái khu vực bên này thì uh, họ đã áp đảo từ hai ba hướng vào cây sườn của cái trận địa duy nhất còn lại Ukraine trong hướng này như vậy thì uh, một là nga gọi là nuôi cá trong lồng à, đúng không ạ nuôi cá trong chậu nuôi chim trong lồng để mà dụ quân địch xuống để tiêu hao đấy ở khu vực này hai là họ sẽ phản công họ đánh bật cái khu vực này của ukraine ra mặc dù trong đây nó còn công sự chiến hào nhưng rõ ràng là dưới cái sức ép của pháo đạn và bị cắt cái tuyến liên lạc cứ mỗi lần là ukraine xuống để quăng la vi rồi bỏng ngô mì tôm cho anh em là bị nga tấn công pháo kích chặn được cho nên là những cái đám quân này thiệt hại cũng khá nhiều còn khu vực trong rừng thì họ cũng cứ chịu pháo kích hàng ngày cho nên cũng là thiệt hại và bây giờ trong đây thì cái nguồn lực nguồn sinh lực càng ngày nó càng cạn rồi bắt buộc Ukraine lại phải tính tới chuyện đổ thêm đạo quân tới để đánh sâu vào cứu những người này ra mà mỗi khi đạo quân xuống đánh sâu vào được thì nga lại để lại cho Ukraine khiến cho Ukraine lại tưởng rằng là họ đánh được đúng không ạ họ cố tí nữa là thắng thế là họ lại để cái đạo quân lại ở đấy và cuối cùng nga lại phản công lên và kịch bản đấy nó lặp lại rất nhiều lần rồi quý vị nhớ nhá đấy, rất nhiều lần đấy là lý do mà chúng ta thấy là ở khu vực này nó luôn ở thành một cái phễu đúng không ạ và bây giờ truyền thông Ukraine và nhiều quý vị cũng nói là Ukraine đã đánh tới cái chiến hào công sự đầu tiên của Nga trên toàn tuyến rồi. Vâng đúng như vậy. Họ đã cách cái khu vực này nếu như theo cái hình vẽ này. Đúng ạ nó chỉ có đâu đấy khoảng 1 km nữa thôi. Đấy, còn đúng chính ra thì nó ở hướng này cơ Nhưng mà thôi, cứ cho họ cách 1 km đi Dù sao thì đến cấm địa Và nhìn được cấm địa, đúng không ạ Nhìn được hàng của thánh nữ rồi Đấy, dễ bị móc mắt như chơi Bây giờ Ukraine đã nhìn được hàng của thánh nữ rồi nhá quý vị nhá Và không biết họ có đang bị móc mắt không Có cái giai thoại gì ấy nhỉ Trưởng hay kiếm hiệp của Trung Quốc mà Ông nào mà đi đến thánh giáo để nhìn trộm thánh nữ Nhìn thấy mặt cái là coi như mất mạng này. Đấy thì bây giờ như này Bản đồ này hôm nay nó cập nhật cho chúng ta thêm cái tuyến phòng ngự màu đen của Nga ở đây Chắc nó đang cập nhật, nó đang hơi 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 lấp lửng lửng lơ và hơi thiếu Vâng, như vậy là đã nhìn thấy được cái biên giới, cái cái tuyến phòng ngự đầu tiên của Nga, nhưng mà trả một cái giá siêu 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 khủng, đúng không ạ, siêu to khổng lồ trong vòng 2 tháng đồng hồ. Ở à, khu vực Gule uh, uh, Gulepol'e không có diễn biến chính gì, một trong những khu vực rất chính, rất quan trọng, nhưng mà cũng không có diễn biến gì đáng kể. Ukraine cũng tập trung ngả quân sang phiên hướng phía uh, Polohi để kết hợp với lại Gulepol'e nhưng mà rõ ràng là họ cũng chưa tạo được cái thành tích gì bởi vì khu vực này mìn của Nga quá dày đặc. Ukraine mò mẫm để dò phá mìn ở đây nhưng mà bị Nga oánh thẳng vào những cái trang thiết bị dò phá mìn cho nên là cái hoạt động để có họ rất là hạn chế. Và bây giờ thì Ukraine đang kêu gọi phương Tây viện trợ thêm cho các cái trang thiết bị phá mìn của họ bởi vì là đợt vừa rồi họ bị hỏng sáng nhiều. Và nếu như mà không phá được bom mìn thì có thể nói Ukraine cũng không thể làm ăn gì được ở toàn tuyến tổng phản công ở khu vực này thì lặp lại kịch bản cũ của toàn ngày hôm qua phía đêm qua ukraine lại tấn công một lần nữa vào khu vực ozone -er. cũng không biết lần này thì chúng tôi cũng không muốn tìm hiểu lý do của họ nữa có những việc ukraine làm bây giờ nó không cần biết nguyên nhân nữa thôi còn phía nga cũng phản công lên và tấn công pháo kích dồn dập vào trận địa ozone staromazer ở bên trái sau đó họ tấn công vào nhưng mà cuối cùng bị quân ukraine đẩy ra như vậy quân ukraine vẫn giữ được tuyến sát phía bắc của staromazer còn phía nam À, ờ, còn ở phía Uzozaier thì họ vẫn chưa đẩy được quân Nga ra khỏi thị trấn quan trọng này. Và như vậy là chiến trường nó vẫn giữ nguyên trong suốt 48 giờ qua. Ở khu vực còn lại của hướng Zaporizhia, thì ở Vuleda, thì ngày hôm qua Ukraine có thêm những cái lợi thế tấn công. Nhưng mà đến buổi tối thì chúng ta cũng không ghi nhận thêm được cái cái động lực lào của họ từ cái việc uh, sau khi phát động được các cái mũi tấn công ban đầu, đẩy được các cái vùng xám ra xa. Và bây giờ thì uh, tình trạng nó đã ổn định lại ở trận địa khu vực này rồi. À, khu vực uh, sau Jambrizia, uh, tức là ở Patea cho tới oripki Urozay. Đây quý vị nhìn thấy biên giới của hai tỉnh đây, không tính cái cái cái, cái hướng thứ ba thì Ukraine đã thiệt hại tới 175 binh sĩ, 2 xe tăng, 4 xe các loại và 7 khẩu pháo. Trong đó có 2 khẩu pháo của Ba Lan, Krab. À, như vậy là thiệt hại chỉ riêng cánh Zaporizhia thôi, thì hôm qua cũng rất cao. Và chúng tôi cũng không biết là tại sao đợt này mà thiệt hại nó lại cao như thế. Đến lỗi Nga phải tách riêng cả hai mặt trận này ra. Còn khu vực Nam Đốt Nhét có nghĩa rằng khu vực uh, Staro Major hướng Vemika cho tới khu vực Vuleda. Mặc dù Vuleda đã không hoạt động tích cực nhưng Ukraine khu vực này vẫn thiệt hại tới 210 binh sĩ, uh, 5 xe và hai khẩu pháo. Rất khủng khiếp đúng không ạ? 210 binh sĩ. Như vậy nếu tính cả hai hướng thì Ukraine đã thiệt hại tới 385 binh sĩ trên toàn tuyến Zaporizhia vâng cũng có thể là nó là một cái sự thực bởi vì bây giờ Ukraine không dùng xe để tấn công nhiều như trước nữa họ lại quay sang họ dùng cái gọi là là uh, gọi là gì nhỉ uh, chúng ta gọi là bia đỡ đạn đấy bia thịt cho nên đấy có thể nói là một trong những nguyên nhân khiến Ukraine thiệt hại về binh sĩ rất nhiều và số lượng xe thì giảm rõ rệt chúng ta đến với khu vực Donetsk, uh, bắt đầu từ khu vực Marinka, ở uh, Novomikhailivka Phía nga bắt đầu tấn công dồn dập trở lại bằng pháo kích vào thị trấn khu vực này và khu vực uh, từ Mykolaivka cho tới Parasolkivka nơi mà uh, nó liên thủ với nhau để mà nó giữ được cái trận địa này từ rất lâu rồi. Thời gian vừa qua thì chúng ta nhớ là phía Ukraine sau khi bị nga tấn công chiếm được một vài các cái công sự và ép sát tới Mykolaivka thì họ đã mở các cái cuộc phản công lên để mà chiếm lại một cái làng sát ở khu vực với lại uh, biên giới của nga. Đấy, và họ đã phải duy trì một đạo quân khá lớn tới cả một tiểu đoàn ở khu vực lân cận này để giữ chiến tuyến này và cuối cùng nó cũng chả giải quyết vấn đề gì bây giờ phía Nga thì họ đang tiếp tục mở rộng cái địa bàn của họ ra từ sát với lại poka cho tới cái làng ở hai bên cái làng Mokena đang giữ quân đóng quân ở khu vực này và họ đang pháo kích dồn dập vào đây và khu vực này như vậy rõ ràng với những diễn biến ở trên chúng tôi sắp nói với quý vị thì có nghĩa rằng nga sẽ chỉ cần một nhát búng đúng không ạ họ sẽ búng đổ cái khu vực này của ukraine và họ có thể phải tấn công từ nhiều hướng để mà chiếm được cái làng này hoặc ít nhất họ cũng đưa ra một cái dấu hiệu cho ukraine biết họ có thể dễ như trở bàn tay để lấy cái khu vực này để mà ukraine lại phải tiếp tục điều thêm các cái tiểu đoàn nữa vào để chấn cái ải nó quan trọng này của họ đúng không ạ đấy còn cái ca nga cũng tấn dập công dập dòm từ rất lâu rồi đẩy ra để vào nhưng mà cũng không chiếm thị trấn này như vậy với việc là ở marinka phía trên nó đã sụp đổ hoàn toàn rồi nó đã tan nát như tường rồi nhưng mà nga cũng không chiếm nga cứ để đấy thôi thì quý vị có thể thấy là rõ ý đồ của người nga là người ta cứ để mặt trận như này để câu kéo quân ukraine vào để giữ các chiến tuyến này đúng không ạ giữ các thị trấn mà nó bé tí tẹo đấy rồi là các cái gọi là cái ngóc chỉ vân vân nó chỉ là những khu bất động sản có thể nói là nó không đáng kể nhưng mà Ukraine phải điều quân rất nhiều vào để giữ và rất có khả năng là đến một thời điểm nga không cần giữ quân Ukraine nữa thì họ chỉ cần tiến nhẹm phát có thể toàn bộ những cái mặt trận này sẽ sụp đổ bởi vì chúng ta sẽ để ý những hoạt động tiến quân thời gian vừa qua của nga ở cái hướng phía trên chúng ta đến với cái hướng trên của khu vực này ở đây thì nếu quý vị nhìn thêm bản đồ ngày hôm qua và kết hợp với bản đồ trung lập ở đây chúng ta thấy là phía nga hôm qua họ đã tiến một khoảng khá sâu cách khoảng độ hơn một km để chiếm được cái cái công sự quan trọng đầu tiên của ukraine ở hướng này đúng không ạ với việc là nga cũng đang tấn công vây ép ukraine ở cái hướng phía nam thì chúng ta thấy là ý đồ của nga ở đây cũng đã rất rõ ràng là họ sẽ biến một cái thị trấn krasnohorivka quan trọng này nó sẽ trở lên số phận nó giống như là marinka Đấy, bây giờ là đang vây ép vào nã pháo dồn dập vào trong thành phố. Còn khu vực này bắt đầu tiến lên để chiếm khu vực công sự này, vây ép ở hướng này. Rồi chắc chắn các mũi tiếp theo sẽ mở ở trên hướng phía chính đông, đúng không ạ? Và họ sẽ nối lại các hoạt động tấn công từ phía bắc. Chỉ có mỗi một cái điều đáng tiếc cho Nga là trong tuần vừa rồi thì họ đã để Ukraine phản công chiếm lại một vài những cái điểm ở trong rừng rất quan trọng mà Nga mới lọ mọ chiếm được cả tuần trước ở đây như vậy là nga muốn tấn công vây Krasnohorivka thì họ lại phải mở lại một cái chiến dịch nữa để bao vây và thậm chí là phải uh, phải kiểm soát hoàn toàn Neske thì mới có thể bảo vệ được cái sườn phía bắc và mở một cái bàn đạp tấn công từ hướng này cắt cái uh, đường tiếp tế lớn và quan trọng nhất của Krasnohorivka rồi là các mũi tấn công từ hướng phía đông và đông bắc sẽ bao vây thị trấn ở phía bắc kết hợp với các mũi tấn công ở phía đông phía đông nam đúng không ạ phía đông nam và đặc biệt là cái hướng đông nam thì Nga có thể rất dễ dàng để mở rộng mặt trận ra đến để cắt luôn cả cái đường tiếp tế phía nam ở đây nữa. Còn đánh các mũi tấn công này thì chỉ gây sức ép pháo kích thôi chứ còn tấn công vào đây thì ăn đạn vỡ mặt khẩn cấp. Đấy cho nên là với việc Nga có thể tấn công bao vây từ hướng nam rồi từ hướng bắc, nếu như mà họ thuận lợi phát triển cái gọng kìm hướng bắc thì chỉ một thời gian ngắn chúng ta sẽ thấy là thị trấn này nó sẽ cùng chung số phận với Adipka và giống Marinka và nó nguy hiểm hơn Marinka. Trông nó xịn sò hơn Marinka, khả năng phòng thủ cũng tốt hơn Marinka. Có nghĩa rằng về mặt chiến lược chiến thuật nó quan trọng hơn Marinka và chính vì thế Nga muốn vây hãm nó giống Adipka để mà lại biến nó trở thành một cái bãi thính nữa, đúng không ạ? Để là Nga làm những cái việc lớn ở những chiến trường khác. Đến đây thì quý vị cũng đã thể hiểu được những cái ý đồ của người Nga, tại sao người ta không tiến nhanh, đúng không ạ? Không tiến nhanh và không uh, tàn uh, không không uh, không tiến nhanh cũng như không chiếm nhanh mà luôn luôn tạo ra những cái dọ để mà hút các cái nguồn dự trữ nói nôm na về mà học thuyết chiến thuật ấy, nó gọi là làm mỏng cái lực lượng dự trữ của Ukraine chúng ta biết là Ukraine bây giờ đã phải xé mỏng các cái dự trữ chiến thuật và thậm chí là chiến lược ở miền trung và miền tây để điều đới tất cả những cái chiến trường từ Adipka, Marinka, Donetsk và đặc biệt là ở tuyến phía bắc đúng không ạ cho nên là đấy là một trong những chiến thuật mà không đánh nhưng mà nó lại cực kỳ nguy hiểm và nó rất thành công Đấy, Adipka thì không có cái uh, diễn biến đáng kể gì trong tối ngày hôm qua. Còn ở trên hướng Donetsk thì uh, ở tuyến phía Nam cũng vẫn giao tranh dồn dập như những ngày vừa rồi. Ukraine vẫn sử dụng uh, đạn chùm bắn lia lịa vào khu vực giữa Andripka và... À xin lỗi, đây đúng rồi, Kikitsa, Andripka và Andripka và Kurimika. Sau đó rồi các cái đội bộ binh của họ, từng tiểu đội họ tấn công dồn dập ở khắp nơi trong cả ngày. Đấy từ trên xuống dưới đến thời điểm này thì ukraine vẫn chỉ tiến thêm được một đoạn ở phía giữa hai thị trấn như rồi cũng chưa cắt được cái tiếp tế giữa liên thủ giữa hai thị trấn phía trên này thì họ cũng chưa tiến thêm một tí gì phía nga vẫn đang tiếp tục phản công và đang lấy lại một vài những cái cao điểm và các cánh rừng trong 48 giờ qua còn đến trong 48 giờ vừa rồi chúng ta chưa thấy thêm những cái diễn biến thay đổi trong mặt trận hôm qua thì nga đã phản công tấn công vào Ivanetsk một lần đầu kể từ khi Wagner rút khỏi khu vực này. Họ pháo kích dồn dập tấn công vào trận địa này từ hai hướng, sau đó đã tiêu diệt được một vài các cái đơn vị tiền đột, nhưng sau đó thì Ukraine cũng sử dụng pháo kích khi mà tấn công vào trận địa phía đằng sau. À, khiến cho cắt đôi cái tuyến tiếp tế của Nga cho cái đợt tấn công đó sau đó quân Nga đã phải rút về và tất nhiên đấy cũng là một cái cú tấn công mang tính chất là 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 giải vây thôi vây ngụy cứu triệu Hôm qua Ukraine lại tấn công một lần nữa mạnh ở hướng Yadine. Lần này họ không tấn công vào Bekipka nữa mà họ huy động cả xe tăng thiết giáp từ khu vực này tấn công vào Yadine. Sau đó thì thiết giáp và tăng của họ bị bắn cháy và sau đó là đạo quân đó đã phải rút về. Như vậy là một lần nữa thất bại ở khu vực này. Không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Hướng trên ổn định trong cả buổi tối, buổi chiều và trong cả ngày. Hướng Bắc Soleda không có gì thay đổi đáng kể. Khu vực phía trên à, tiếp tới Behororivka thì đã có thêm những thông tin liên quan tới việc Nga lại tiếp tục tiến quân sát vào tới thị trấn Bihorivka. khu vực này thì nó là một cái chuyến tranh cả về thông tin nữa. Hai bên nữa cho nên chúng tôi cũng không xác định được tọa độ vị trí. Nhưng rõ ràng là những thông tin từ mặt trận hai bên cho biết này thì chúng ta thấy Belohorivka nó ngày càng nó lâm vào cái trạng thái nguy hiểm. Đúng không ạ? Nó chưa nguy kịch nhưng mà nó nguy hiểm vì dù sao Ukraine vẫn còn thông hè thoáng uh, những cái tuyến hậu cần và quân của họ còn ở khu vực này còn rất mạnh. Đặc biệt là pháo kích của họ đằng sau còn đang hỗ trợ rất tốt cho các lữ đoàn uh, cơ giới và khu vực này họ có nhân sự rất tốt có đã bảo vệ được Biholorivka uh, rất nhiều tháng trở lại đây. Tuy nhiên thì ở cánh sát phía Bắc của khu vực này đã xuất hiện những cái diễn biến khá đáng nói và chúng ta quên cái thiệt hại của Bakhmut chúng ta quay lại xem. Khu vực Donetsk, như tôi vừa đi qua, trong 3 chiến trận, Ukraine thiệt hại 230 binh sĩ, 7 xe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 khẩu pháo, rất nhiều pháo, trong đó có một khẩu pháo chống tăng Rapina. Nga đẩy lui 10 đợt tấn công lớn và rất nhiều đợt tấn công nhỏ ở toàn tuyến Donetsk, tức là từ khu vực này trở xuống khu vực Marinka. Diễn biến ở đây thì nga bắt đầu uh, nối lại các cây đợt tấn công của họ dọc bờ sông uh, cũng chưa có những tọa độ cụ thể và những diễn biến cụ thể nhưng mà chúng ta thấy đây là một cái diễn biến có thể nói là đáng lo ngại cho phía ukraine đúng không ạ bây giờ nga đang tấn công rất dồn dập trong những ngày qua từ các hướng đặc biệt là hướng đông sang đấy phía nam thì họ tấn công dập dòm để bao vây còn phía đông tấn công áp mạnh phía bắc bây giờ là chuẩn bị tấn công áp sát tới cái cánh rừng như vậy là rõ ràng ukraine có những cái thuận lợi về mặt nhân sự và địa hình nhưng mà với cái việc nga đang cứ dần dần nhích thêm như này thì một lần nào đó nga sẽ tổ chức được cái trận địa pháo ở đây uav rồi là rất thuận lợi để cho cái những lực lượng đặc nhiệm dù của họ vào có thể năng là họ sẽ bao vây và tiêu diệt toàn bộ quân của ukraine ở trong khu vực này nếu như chẳng may bên dưới họ bất thần đúng không ạ bất thần là một trong những sở trường người nga họ khép góc ở khu vực này ukraine không còn đường tiếp viện nữa cắt các đường tiếp viện và như vậy họ chỉ cần bao vây trong vòng một tuần thì Ukraine sẽ phải đầu hàng ở khu vực này. Đầu hàng cũng là một sở trường của Ukraine ở trên tuyến uh, Liman Sivek này nhé. Ở khu vực Dibovo uh, uh, đến ngày hôm qua tối chúng ta không có thêm những diễn biến đáng kể. Có nghĩa rằng hàng ngày Nga vẫn đang tiến quân ở khu vực này thỉnh thoảng Ukraine cũng phản công lại chiếm lại được tí nhưng sau đó thì mỗi ngày nga lại chiếm được thêm 10 cho đến 20 hay 30 cái khu vực công sự chiến hào có ngày họ chiếm được 37 cái chiến hào khu vực này cho thấy là uh, trận đấu ở đây nó chậm nhưng nó rơi hoàn toàn vào sự uh, sự sự chủ động của người nga ở hướng Toske, nga cũng đã từ rất lâu rồi hôm qua họ đã pháo kích rất nhiều vào khu vực uh, trong uh, thị trấn Toske ở phía bờ tây dọc cái chiến tuyến này như vậy là sau khi củng cố cái lại cái trận địa trong vòng 1 tuần, 2 tuần thì phía Nga đang có ý định tấn công để mà chiếm khu vực này và hồng uh, tiến thẳng xuống ở khu vực này để kết nối với lại trận địa coi như là chốt lại cái cánh rừng Kremlina rất là ma quái đúng không ạ? Tuy nhiên thì đấy là nhận định của mọi người, còn uh, chúng tôi tôi nhận định một cái điều là bây giờ cái mũi này của Nga ấy, nó chỉ còn cách cái con đường này có một km thôi mà bản chất con đường này nó cũng là một cái vùng xám hoặc là trong một cái sự kiểm soát rất là lỏng lẻo của Ukraine. Tất nhiên nó có các công sự chiến hào kiên cố, nga cũng không thể chiếm được. Và nếu họ tấn công vào mà không có các cái mũi khác để mà hỗ trợ thì chắc chắn thiệt hại cũng lớn lớn lớn. Cho nên là tôi nghĩ rằng nga xuất hiện uh, dậm dịch để xuất kích các mũi tấn công giả vờ thôi hoặc là bao vây, đúng không ạ? Họ mở rộng các cái, uh, cái 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 điểm đầu cầu này ra chủ yếu lên hướng bắc và hướng nam hoặc là Tây Bắc và hướng Tây Nam Chứ còn cũng chẳng dại gì để họ men ra sát bờ sông để tấn công vào nốt cái con đường này Bởi vì dù sao thì con đường này nó đã dưới tầm hỏa lực của Nga rồi Và Ukraine nếu còn con đường như này thì họ vẫn còn thỉnh thoảng họ vụng trộm, họ viện trợ cho phía Bắc hoặc là phía Bắc viện trợ cho khu vực này Và chính vì thế họ sẽ chấp nhận Họ sẽ tiếp tục hứng chịu tổn thất Khi mà Nga có thể kiểm soát hỏa lực bằng súng bộ binh Đúng không ạ? chứ còn nếu mà nga chiếm xong thì gần như là ukraine không còn đi vào đấy nữa không đi vào đấy nữa thì nga không kiếm cớ không không tìm ra được những cơ hội để tiêu diệt những cái kiểu hậu cần như vậy nữa cho nên tôi nghĩ phía nga họ thông minh khi mà họ tiến sát tới khu vực đó và họ cố cố thủ cái trận địa ở đây khiến cho ukraine vẫn phải tiếp tục đóng quân ở ngay sát phía đó và sống dưới cái làn đạn pháo cũng như là di chuyển và tiếp tế trận địa dưới cái làn đạn pháo của nga khu vực phía tệ trên của Toske cho tới Makipka thì có thể nói là cũng không có gì ngạc nhiên nhưng mà trong tuần vừa rồi nó im ắng một cách khá lạ thường đúng không ạ? Còn phía trên thì chúng ta thấy những thông tin khá dồn dập lên tuyến đầu tiên của khu vực chiến trường Star Top Liman. Chúng ta thấy là Kuzimika cũng từ rất lâu rồi. À cũng không từ rất lâu, xin lỗi quý vị là mới gần đây thôi, cũng vì một cái thông tin nào đó mà nó không khớp dẫn tới việc là À, chúng ta không nắm được cụ thể tình hình của uh, cái thị trấn quan trọng này. Nhưng mà bây giờ thì đã chốt lại rồi. Như vậy là từ rất nhiều bên đã xác nhận là phía Nga đã đánh bật hoàn toàn tất cả các đạo quân còn lại của Ukraine ra khỏi thị trấn novosilivsk uh, Như vậy là lần đầu tiên có cái thông tin là đánh bật hoàn toàn. Không còn cả ở phía Tây, lẫn phía Nam, lẫn phía Bắc nữa. Bây giờ có lẽ là Ukraine đang rút quân về để củng cố trận địa của họ ở đây rất có khả năng họ sẽ quay lại nữa bởi vì cái trận địa của họ vẫn dẫn uh, tốt để mà họ đóng quân ở dọc cái phía tây bắc rồi phía nam có dòng sông và thị trấn lớn ở phía này cho nên là đây là một thị trấn có thể nói là ukraine uh, đã mất rất nhiều nguồn lực đúng không ạ công sức nguồn lực và thời gian để mà củng cố để giữ trận địa nhưng cuối cùng thì chỉ trong một đêm nga đã tiến công dồn dập và đánh bay toàn bộ cái đạo quân của họ mới điều đến từ hai thị trấn phía trên phía dưới để tiếp viện và bây giờ chúng ta thấy từ cái điểm này thì Nga có thể phát động rất nhiều những mũi tấn công cực kỳ nguy hiểm à, liên quan tới chiến thuật như chúng tôi đã bàn với quý vị hôm qua dưới. Thứ nhất là nó đã nới rộng ra khoảng cách có thể nói là gần như sát tới biên giới của Lugan và Khắc Cốp ở hướng phía Bắc. Như vậy là toàn bộ cái bàn đạp này nó đã kéo dài tới gần 15 km rồi. Đấy, có chỗ thì nó dày tới 7-8 km và có chỗ thì nó mỏng nhưng mà nó đã kéo dài tới 15 km. À, như vậy là đối trước mặt thì nga sẽ phải đối mặt với lại toàn bộ cái khu vực dân cư đô thị nhưng bây giờ họ mở rộng được các điểm ở phía nam và phía bắc đúng không ạ thì đã có thể nói là tấn công họ có thể bao vây ukraine từ ba mặt hoặc là dọn dẹp ukraine từ hướng phía bắc và hướng phía nam đặc biệt là phía bắc nơi mà cái khu vực đô thị nó rất mỏng với cái địa hình như này thì Nga có thể dễ dàng sử dụng 100.000 quân của họ vào khu vực này để oánh tan nát khu vực này để từ hướng đó họ có thể đánh thốc lên Kubian hoặc là gọi là có thể nói là tấn công uh, Domino gây hiệu ứng sụp đổ trên toàn tuyến từ phía trên xuống phía dưới. Tôi tự tin để nói như thế về tuyến này bởi vì uh, nói gì thì nói ở khu vực này quân Nga rất là mạnh, rất dày và tinh nhuệ. Còn phía này, lực lượng của Nga tuy không mỏng nhưng mà nó ô hợp, nó mới đúng không ạ? Trận địa của họ cũng bị bất ngờ, bị choáng. Trận địa UAV pháo kích chưa được tổ chức kỹ và tất nhiên quan trọng nhất công sự chiến hào nó không có khủng bố và không có mìn như những nơi khác. Đấy là những cái điểm mà nó rất dễ để Nga có thể vượt qua nếu như họ cam kết một nguồn lực lớn vào khu vực này. Bây giờ với những cái việc như này thì chúng ta thấy là Nga hoàn toàn có thể tấn công từ Kuzemika và phối hợp với các cánh quân ở Volodymyka uh, bao vây lại cái chính Krohomaka tấn công vào Berestove uh, tấn công về Steremykivka đúng không ạ có thể từ rất nhiều hướng rồi bây giờ nó rất sông xanh chúng ta thấy mũi chính bây giờ nó thoáng này mũi từ đây lên nó cũng uh, nhìn nó cũng không ngứa mắt đúng không ạ rất phong thủy các cái mũi bao vây tấn công thị trấn này dọc trên đường quốc lộ nói chung là nhìn một cái cửa này nó thoáng hơn rất nhiều còn ở phía dưới thì nó hơi bị bí đấy nó hơi bí và chỗ nào bí thì nga sẽ quay về để mà phòng thủ tiến công tiêu hao và chúng ta thấy một trận đấu ngày hôm qua diễn ra ở đây nó lộ rõ bản chất của nga trong cái vấn đề tiêu hao một trận đấu uh, diễn ra hai đại đội của ukraine kéo quân tấn công hùng hổ từ hướng tveroripka qua Novo Dohibka tiến sâu vào trong khu vực kiểm soát của nga trong khu vực cánh rừng này. Sau đó thì phía nga đã liên tục rút về phía sau. Ukraine lọt vào sâu vào trận địa và đóng tấn công thẳng vào cánh rừng, nhưng mà sau đó bị pháo kích của nga tấn công dồn dập, rồi bị các cái lực lượng đặc nhiệm của họ từ hai hướng hai bên, à, hai bên sườn mới hình thành tấn công và sau đó toàn quân à, thiệt hại rất nhiều và phải rút về. Bây giờ thì phía nga đang à, sử dụng, đang củng cố cái trận địa pháo của họ mới chiếm được ở đây sau một tuần đã rất ổn định rồi. Bây giờ họ đang pháo kích vào khu vực này. Như vậy với việc nga đang củng cố trận địa và pháo kích dồn dập vào cánh phải, thì rất có khả năng họ sẽ quay trở lại, họ tấn công chiếm, hoặc nếu không thì họ sẽ dùng pháo kích để mà tiêu hao cho đến chết những đạo quân ukraine đóng ở đây. Nhất là bây giờ phía bên trái phía nga cũng đang chuẩn bị những cái lực lượng để tấn công về phía này để dâng lên tạo thêm cái cái gọng kìm ở phía bên trái. Nhìn chung tình huống rất nguy hiểm nếu không muốn nói là nguy kịch đối với lại toàn quân Ukraine ở phía bên phải của khu vực sông Zerebane. Người Nga nắm được rất rõ tâm tư của người Ukraine, đấy là họ không nỡ buông những mảnh đất trên đất nước của họ, đúng không ạ? À, những hoạt động như Kuzemika chúng ta đã thấy rồi, rồi những hoạt động như diễn ra ở hai thị trấn này và trận đánh ngày hôm qua, rồi ở khu vực phía Makipka và Toske, Ukraine thiệt hại nhiều quân trong đây và cũng không lấy lại đất được, mặc dù Nga chỉ tiến có một tí thôi. Đấy nhưng mà họ phải bằng mọi giá họ quay lại họ chiếm và cuối cùng họ đốt quân ở trong như này. Cho nên chúng ta thấy là Nga nắm bắt được cái tâm lý của Ukraine rất nhiều. Mỗi lần họ tấn công họ chỉ cần chiếm một mảnh đất nhỏ thôi. Ukraine lại xón vó đúng không ạ? Đổ hết các cái quân của họ lại để chiếm bằng được cái đó mà không cần quan tâm biết đến ngày mai như nào cả. À, sau đó là gì đúng không ạ? Tôi thấy các cái cuộc tấn công của Ukraine ấy, nó người ta không đặt ra một câu hỏi của những người khôn ngoan trong cuộc sống. Có nghĩa là gì? Ngày mai nó như thế nhưng ngày kia nó là như nào? và sau ngày kia thì nó sẽ như nào đúng không ạ đấy cái câu chuyện của những người khôn ngoan là người ta luôn đặt ra cái câu hỏi hai ba lớp đấy, những người có trí tuệ và có cái sự thức tỉnh ấy, đúng không ạ thì người nga người ta luôn nghĩ dài như vậy nhưng mà còn ukraine chỉ nhắm tới ngày mai thôi hoặc ngày hôm nay thôi chứ họ không để ý tới là ngày kia thì điều gì nó sẽ xảy ra và đó là một trong những thứ mà khiến họ trả giá rất nhiều trong cái cuộc chiến này từ những cái trận địa nhỏ cho tới những cái việc liên quan đến trận địa lớn ở biển đen hay những hoạt động không kích này nọ lớn của nga đúng không ạ gây tổn thất có thể nói là không gì có thể bù đắp được cho ukraine nó có câu thành ngữ liên quan đến cái đó mà chúng tôi quên mất tạm thời à, khu vực uh, krasny liman có rất nhiều tên để gọi quý vị nhé chúng ta gọi là krasny liman theo cách người nga gọi hoặc là top liman đấy hoặc là sivek liman Nôm Na thì nó chính là cái khu vực còn lại của biên giới của tỉnh Lugan Mỏng mỏng ở đây này Đấy Tới tít khu vực này Còn sau đó thì nó hết phim Nó lại đến cái khu vực của Khắc Cốp Đấy nó ở phía bên ngoài này Và Khắc Cốp, Kupian thì nó Cái chiến trường còn lại Kupian thì nó từ cái điểm này nó lên phía trên Như vậy đây gọi là cái gì cũng được Nhưng nó sẽ có cái từ Liman ở trong đấy quý vị ạ Liman uh, Ukraine thiệt hại 100 binh sĩ 2 uh, xe 5 xe hai khẩu uh, ba khẩu pháo Vâng, rất dã man, đúng không ạ? Nhưng mà chưa dã man bằng cái... a à không, chúng tôi lên mới thị cái cái khu vực cuối cùng đi. Khu vực Kupian. Khu vực Kupian thì phía Nga thông báo Ukraine lại tổn thất leo thang. 140 binh sĩ, 5 xe và lần này là hai khẩu pháo. Như vậy là hôm trước thì pháo thiệt hại rất nhiều. Quân thì khá ít nhưng mà hôm nay thì quân thiệt hại lại rất lớn như vậy rõ ràng nó phản ánh đúng cái diễn biến uh, trận đấu đang diễn ra khu vực này sau khi nga tổ chức rất nhiều mũi tấn công và ukraine tổ chức cũng khá nhiều mũi phản công thất bại đúng không ạ? Hôm qua thì sau khi bị sức ép uh, từ nhiều phía ukraine đã phản công một hướng mũi lớn từ simcuka lên thẳng liman persie sau đó bị nga đánh bại rồi nga lại tiếp tục quay lại tấn công Ukraine từ nhiều hướng à, vây áp tới thẳng tới miền bắc và miền à, phía tây của Sinkovka, Đồng thời quân họ tiếp tục tấn công thẳng về phía khu vực này. Từ Matsushita họ lại đổ thêm mũi tấn công quay sang phía bên kia, đang củng cố được trận địa bên phía bờ sông Osko phía trên theo đường uh, quốc lộ uh, theo đường nhựa này nga cũng tấn công xuống chiếm thêm được một điểm khu vực này họ cũng chiếm thêm một điểm khu vực này họ chiếm thêm một điểm rất to khu vực dưới này thì cũng đang có những cái dập dòm chuẩn bị xuất quân như vậy là với việc nga đồng loạt tiến quân trên mặt trận này vừa rồi mặt trận ngay phía dưới startup liman họ lại dừng lại sau một tuần đúng không ạ và tuần này họ lại khởi động cái này khiến cho ukraine có thể nói là gặp một cái cơn ác mộng về vấn đề tâm lý đúng không ạ Như vậy là quân của họ bị xoay vòng tròn xung quanh Đấy và bây giờ quý vị biết bây giờ quân Ukraine họ đang chửi Nga như nào Đấy, Họ vừa chửi họ vừa ngưỡng mộ Tức là người Nga đã làm cho chúng ta uh, sống trong một cái cơn ác mộng Về việc luân chuyển quân và bị động trên chiến trường Như vậy là phía Nga thì uh, tôi nghĩ rằng họ cũng không trả dại gì để họ tấn công cái thị trấn này Nhưng mà rõ ràng với những hành động như này thì hoàn toàn họ có thể bao vây đúng không ạ bao vây thị trấn quan trọng đó đập tan những cái cứ điểm xung quanh và có thể dẫn tới việc tiến quân thẳng ra bờ sông bao vây chiến thuật thị trấn này rồi sau đó bao vây Kupian đấy như vậy là ở đây thì chúng tôi không tính cua trong lỗ đó bởi vì quân nga mạnh ở đây và quân ukraine ở đây là đánh sống và chiến đấu ở bên kia bờ sông quý vị nhớ vẫn là cái nhược điểm của họ là họ tham cái mảnh đất này cho nên họ đã bị thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể và bây giờ quân của họ đã bị mỏi mệt rồi, bị mỏng rất nhiều rồi và một cái điều nó đáng nguy hiểm đối với Ukraine là gì? Họ liên tục phải tung quân dự trữ chiến lược và bị xé mỏng cái dự trữ chiến lược, chiến lược như quý vị nhé cho khu vực này chứ không phải là dự trữ chiến thuật nữa mà thậm chí họ còn lôi quân cả trên khu vực khắc cốp sumi tới để hỗ trợ cho cánh quân ở đây đấy mới là cái điều mà nó nếu chúng ta xét trên khía cạnh một cuộc chiến tranh lâu dài đúng không ạ chỉ cần tầm trung thôi về yếu tố chiến thuật chiến lược như thế nó rất nguy hiểm Đấy quý vị sẽ xem nếu như mà Ukraine không tham cái mảnh đất này, tức là họ không coi như cái vụ phản công thần thánh mùa thu năm ngoái ở khu vực đây, mà họ chỉ cần giữ bảo toàn cái chiến tuyến bờ sông này thì Nga cũng không thể nào mò qua sông để đánh được. Và họ chỉ cần mất khoảng 1 phần 5 quân thôi để phòng ngự cả tuyến này một cách an toàn. Đấy, đấy là tôi nhìn ở khía cạnh cục bộ nhé. Chứ còn tất nhiên đất đai thì nó là thương liêng, đúng không ạ? Nhưng mà cái giá của nó phải trả là quý vị biết là Ukraine có thể đốt tới rất nhiều chục nghìn quân ở khu vực này trong suốt một năm qua, gần một năm rồi và một cái điều đáng buồn là gì họ bây giờ tiếp tục bị đốt quân tiếp tục bị hút quân chiến lược và chắc chắn họ cũng sẽ bị mất vào tay nga đấy là một cái điều nó đáng buồn không sớm thì muộn đúng không ạ không chóng thì trời và bây giờ nhiều người cũng có thể đặt ra những cái câu hỏi là liệu nga rút khỏi khu vực này nó là cái vô tình hay là cái cố ý đúng không ạ nó giống như ở khe son đấy rút qua bờ sông đấy quý vị có thể xem xem còn tôi thì tôi cũng không muốn quyết định gì nhưng mà rõ ràng so sánh trên cái cái sự thực nó đang xảy ra chúng ta thấy đây trong là một trong những cái mà nói thật ra là gì nhỉ cái câu thành ngữ gì người ta nói là cái bụng phải trả giá cái miệng phải trả giá cho cái bụng đấy đúng không ạ đấy, tức là ăn no tham ăn nhưng mà cuối cùng là là đau dạ dày mới vỡ bụng này nọ vân vân bội thực bội thiết đấy. Vâng ngày xưa tôi làm việc nhiều quá quý vị, tham quá cho nên là cái cái ram tức là cái bộ nhớ của não càng ngày nó càng giảm đi. Như những cái câu thành ngữ ngày xưa mình thuộc nhưng bây giờ nó đâu mất rồi. Cứ đi chém gió với mấy ông uống bia uống rượu làm thơ rồi rồi là bốc phét ấy thì là mình hiểu học được những cái câu các ông ấy nói nhưng mà cuối cùng là mình lại không nhớ bằng các ông ấy. Vâng và, và còn các hoạt động ở khu vực biên giới thì chúng ta vẫn thấy là vẫn có những hoạt động chưa có xuất hiện hoạt động gì của Wagner rồi biên giới ba tỉnh phía bắc vẫn 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 yên yên áng ngoài những việc Ukraine đang đang lại đang chuẩn bị đúng không ạ đang chuẩn bị những đạo quân mang cái nhãn hiệu là đạo quân tình nguyện quốc tế của tất cả các nước dồn dập ở khu vực Chekiv, Suvi và Kharkov như vậy là những hành động Ukraine chuẩn bị mở những cái chiến dịch mà chúng ta lại thấy là họ lại sẽ phải trả giá bởi những cái chiến dịch như thế nữa còn trong ngày thì Ukraine cũng nối lại các cái cuộc tấn công Uh, có thể nói là rất khủng khiếp vào dân chúng khu vực Donetsk từ Horivka tới Donetsk lại có người dân thiệt hại và đạn chùm bắn rất nhiều dọc khu vực này. Chúng ta đến với những thông tin xung quanh cuộc chiến uh, một vài thông tin uh, quan trọng. tờ Wall Street Journal hôm nay uh, ra những bài báo có thể nói là, là một cái gáo nước lạnh đúng không ạ? Còn hơn thế nữa, có thể nói là một cái tát vào mặt của chính phủ của ông Zelensky. Tờ báo vốn là thân cận với Ukraine lại quay sang nói những bài báo có thể nói rất là khó nghe. Những nỗ lực tấn công của Ukraine để nhằm giành lại thành phố chiến lược và biểu tượng của Ukraine, thành phố Bakhmut trong những ngày gần đây đã bị đã lâm vào trạng thái bế tắc bởi vì sự phòng ngự rất là kiên cường của phía nga cũng như những đợt phản công rất sắc bén từ phía nga đã làm suy giảm những hy vọng về khả năng có thể thu hồi lại cái thành phố quay trở lại với lại Kiev. Vâng, người Nga còn chưa dám nói như thế, nhưng mà bây giờ người Mỹ đã nói rồi, thì không biết là mọi chuyện như nào, chúng ta chỉ cần tiêu đề đấy là biết rồi. Chúng ta đến với những cái bản tin xung quanh cuộc chiến nhé. Phía Ukraine là ra mắt một cái đồng tiền và đồng tiền lần này mang trị giá 10 UAH tức là cái đồng tiền cái cái cái, cái tiền tệ của Ukraine đấy. UAH nó là hryvnia cái tờ gì nó rất khó đọc nhưng mà thôi thì chúng ta gọi là 10 đồng đi, Ukraine đi. Đấy với biểu tượng điều quan trọng là đồng tiền là biểu tượng của cái gì chúng ta nhìn thấy rất rõ. Mặt trước thì là số 10, UAH còn mặt thứ hai nó là cái Patriot. Như vậy đồng tiền nó mang cái tính chất uh, gọi là là củng cố cái uh, gọi là ma tí tinh thần của nhân dân, đồng thời là nó gọi là vỗ mông ngựa đối với lại phía Mỹ cực kỳ nhiều không hiểu là sau đợt này thì phía Mỹ sẽ cung cấp thêm cho Ukraine cái gì. Nhưng rõ ràng đây là một hành động mà một quốc gia không thể nào làm tốt hơn được nữa để mà làm cho quốc gia khác nó sướng đúng không ạ? Hôm qua thì chúng tôi cũng nói với quý vị về việc là Ukraine đã rất sẵn sàng để đào tạo phi công F16. Tuy nhiên chúng ta thấy thời điểm này thì họ mới xoay sở để kiếm được có có 6 và 8 người thôi. 8 người nói được hiểu được tiếng Anh ở mức cơ bản để đào tạo thôi. Còn lại là cái đám còn lại 20 người thì lại phải gửi đi để học tiếng Anh cấp tốc. Như vậy là rõ ràng là cái kế hoạch để đào tạo phi công Ukraine nó không được thuận lợi đúng không ạ? Ở đây tôi muốn nói một cái vấn đề có nghĩa rằng là quý vị biết là trước đây chúng ta cũng đã biết về một cái video của một cái anh lính được đào tạo 2 năm ở Mỹ về đúng không ạ? Chỉ bay những cái con MiG-31 của Ukraine thôi. Nhưng mà hai năm đào tạo về thế nào mà bay trên bầu trời được chuyến bay đầu tiên đã bị Nga bắn hạ và anh ấy bị thiệt mạng. Chiếc máy bay đấy thì còn lại còn không bằng cái đống sắt vụn. Như vậy là những người lính này bây giờ mới bắt đầu đi học tiếng Anh. Đi học tiếng Anh rồi đi đào tạo không biết là thời gian là bao lâu. Nhưng mà để mà làm chủ được con con F-16 để mà bắn được chết người ấy, thì chắc cũng phải mất 2 năm. Còn nếu mà bắn để cất cánh, hạ cánh không ấy thì cuối cùng cũng thành một cái đống sắt vụn. Rồi là cũng được ghi vào bảng vàng thôi. Đúng không ạ? Lên bàn thờ đếm số thôi những nỗ lực của Ukraine để mong bằng được con F-16 vào trận chiến chúng ta cũng thấy rất rõ rồi. F-16 nó mang được rất nhiều các loại vũ khí. Vũ khí không đối không, không đối hạm và đặc biệt là không đối đất đúng không ạ? Không đối đất thì nó có thể mang được Storm Shadow và các loại vũ khí tấn công tầm xa. Trong đó có cả những cái vũ khí tên lửa tầm xa của Pháp và của Đức nữa. Tất nhiên là của cả Mỹ nữa đúng không ạ? còn không đối không thì nó có thể là có cơ hội để một chút cơ hội nào đó để mà đối mặt với những cái con mic và con su của nga Đấy, thế còn không đối hạn thì tất nhiên cũng rất quan trọng để mà họ có thể đem được những tên lửa chống hạm để đối phó với hạm đội biển đen của nga cho nên con này là một con mà ukraine đặt rất nhiều cược vào à, nhiều người nói rằng nó không thay đổi cuộc chiến tất nhiên nó không thay đổi cuộc chiến nhưng mà làm gì có yếu tố nào thay đổi cuộc chiến đúng không ạ tất cả các yếu tố cộng lại mới thay đổi được cuộc chiến. Ukraine cũng đặt cược vào đây bởi vì dù sao đây cũng là một cái có thể nói là tạo cho họ nhiều cái họ nhiều cái cơ hội nhất. Ngoài cái việc là họ sử dụng UAV và USV để tấn công phá hoại ra, thì tôi thấy rằng là đây là một trong cơ hội lớn, đúng không ạ? Ít nhiều thì có một cái bệ để mà phóng được các vũ khí, dù sao nó hơn những cái thứ khác rất nhiều. Trong hai ngày cuối tuần thì cũng là hai ngày nga nhân tiện những ngày hải quân, ngày lính dù để mà tranh thủ trao tặng ở huân chương anh hùng anh hiếc này nọ các kiểu. Đây là hình ảnh trao tặng cho các đơn vị sử dụng pháo nhiệt áp đã thể hiện sự thông minh, dũng cảm, tinh thần bất khuất anh hùng này nọ trên chiến trường. Rồi Sogun nho nhân chuyến thăm tới khu vực Kupian Coupe, Liman thì ông cũng vừa già soát các loại vũ khí thu được rồi vũ khí của Nga, nâng cấp này nọ vân vân, rồi cũng tranh thủ tặng thưởng huân chương uh, uh, binh sĩ trên chiến trường, đặc biệt là cái vụ uh, uh, máy bay, uh, cái gì nhỉ, xe tăng, một mình xe tăng của Nga mà tấn công uh, tiêu diệt cả một đám xe tăng và bọc thép của Ukraine. Trong đó thì uh, ở phía Nga thì có thể nói là một trong những ngày hội, đúng không ạ, khi mà họ biết những thông tin như thế, rồi bây giờ cái áo phông liên quan tới kíp lái đấy, nó được bán với giá có thể nói là đắt như tôm tươi ở Nga còn ở truyền thông uh, Ukraine và phương Tây thì hôm nay cũng tung ra những bài báo có thể nói là lần đầu tiên họ ngưỡng mộ cái kíp lái xe tăng đó và họ có thể nói họ uh, họ vừa ngưỡng mộ nhưng họ rất là uh, hoảng hốt đấy, họ rất hoảng hốt bởi vì một cái con xe tăng rẻ của nga đấy với một kíp lái mà đưa vào vừa đưa vào chiến tuyến có người vừa mới được tổng quân ra mà hạ gần chục cái xe của họ như thế rõ ràng là những thông tin không hay đúng không ạ tin không hay tí nào với lại quân đội ukraine và những gì họ nghe về người nga với lại một cái đám quân đội tàn dư rẻ rách vân vân thì hóa ra nó là một cái chiến dịch truyền thông của chính họ và phương tây hóa ra quân đội nga nó lại không đơn giản như thế đúng không? Vâng sôi gu đây quý vị ạ. tôi vẫn thích sôi gu nói chung là tôi cũng không 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 uh, phải nói là thích ai nó quá trong cái uh, quân đội Nga nhưng rõ ràng là Soigo là một trong những người uh, có thể nói là có một đức tính tôi rất thích đấy là khiêm nhường đúng không ạ? Khiêm nhường và không có hoa hòe hoa sói. Chúng ta nhớ là nếu như trong cuộc binh biến ấy Uh, thì thời điểm ông Shoigu Đấy dần như là cả cái xã hội Nga Và rất nhiều người thân Nga Nhìn vào như là một kẻ có tội đồ Đúng không ạ Nhất là nhìn cái thái độ của ông như thế Và ông ấy phải chịu rất nhiều oan ức Ông ấy cuối gằm mặt xuống và quan tâm tới cái nhiệm vụ Có thể nói là một công việc rất khó khăn Trong cái lúc người ta chơi chiến tranh tâm lý uh, Có lẽ là ông này và ông Gadesimov Là hai cái nạn nhân Bất đắc dĩ của những cái chiến tranh thông tin tâm lý của người nga đúng không ạ đấy và hai ông vẫn vượt qua được vẫn làm và làm tròn được cái nhiệm vụ đến thời điểm này thì làm tròn được nhiệm vụ tôi không muốn nói thêm về việc này có ngày nào đó chúng ta sẽ nói kỹ nhưng mà rất nhiều quý vị ở trên site của chúng tôi ấy, là những người thân nga nhưng mà cũng là những cái phần tử thân nga một cách cực đoan đúng không ạ cứ hở mở mồm ra thấy nga bị thiệt hại thì nói rằng là putin yếu đuối sa thải sôi gu quân đội nga yếu kém đúng không ạ. cứ đàn này thì nga thua thảm vân vân mặc dù lấy là những người uh, có thể nói là thân nga và mở mồm thì nói là yêu quý nước nga nhưng mà đấy không phải là cách yêu quý nước nga có thể đấy là các bạn bài ukraine và thân yêu nga một cách mù quáng đúng không ạ chứ còn quý vị không yêu nó với một cái tình yêu chân chính cho nên là cuối cuối cùng những vị như thế thì uh, có thể nói là ở Việt Nam cũng có và ở Nga cũng có và những người như thế thì chính phủ Nga cũng liệt vào dạng nguy hiểm không kém gì những người thân Ukraine bởi vì là những một ngày thì họ nói là thân thương ngày hôm sau thì họ quay ra họ chửi ngay và họ đòi sa thải cả tổng thống để mà nói về cái vấn đề đấy ấy, nếu mà mà vấn đề kỹ thuật ấy, thì quý vị có thể để ý như này ở một cái nước Israel ở Israel thì không ai có thể chê họ về cái khả năng sản xuất vũ khí bảo vệ đất nước đúng không ạ và cái sự sắc xảo, cảnh giác cao độ tinh quái này nọ vân vân của Israel rồi rõ ràng nó là một trong nước mà tôi đánh giá hàng đầu thế giới đúng ạ ờ, rõ ràng bởi vì là họ trong một cái hoàn cảnh như thế họ không thể không như thế được nếu không như thế thì họ không thể nào duy trì được cái cái đất nước của họ giữa gọi là hang hùm ổ sói đúng không ạ thế nhưng mà quý vị có thể để ý là Israel đã đánh nhau với lại cái khu cái cái đội gì nhỉ ở Liban nhỉ cái 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 gì phong trào gì đấy tôi quên lại quên tên rồi nhưng mà chỉ có mỗi một cái thành phố nó bé tí của cái phong trào đấy thôi ở sát biên giới người Israel đã lôi ra không biết bao nhiêu bom đạn xe tăng rồi hệ thống phòng không này nọ vân vân thế mà bao nhiêu năm quý vị nhớ là bây giờ nó mấy chục năm rồi cái phong trào Hamas đấy hàng ngày nó vẫn đánh nhau nó vẫn sản xuất ra vũ khí tên lửa nó vẫn tấn công nó vẫn gây thiệt hại cho cho phía Israel mà nó chỉ trong một cái cái khu vực nó bé tí bằng cái mặt mũi thôi đúng không ạ và phía Israel mặc dù là họ tất cả mọi thứ của họ đều chuẩn đều sắc như thế nhưng họ vẫn phải chấp nhận là họ vẫn phải đánh nhau với cái đạo quân mà mang tính chất là đạo quân du kích trong hàng vài chục năm như thế mà không thể tiêu diệt mà người ta vẫn còn nguồn lực để chiến đấu hàng ngày thế thì tôi hỏi quý vị là một cái đất nước như Ukraine nó rộng lớn như thế đúng ạ nước nga nó rộng lớn như thế mà quý vị đòi rằng là tất cả biên giới của nga đều răng cái màn để mà bắt từng con muỗi nó lọt qua được đúng không? Thì quý vị như thế có nghĩa rằng chúng ta quá ảo tưởng. Nói thật ra là quý vị còn ảo tưởng hơn là những người thân Ukraine một cách mù quáng. Vâng, tôi nói thật nhé, quý vị thông cảm cho Bởi vì cái đấy nó là cái rất thật Và tôi cũng không phải nói thật để mà công kích Nhưng mà tôi muốn truyền một cái thông điệp ấy Là nếu quý vị là những người thân nước Nga và yêu nước Nga Cũng như là thân Ukraine yêu Ukraine Thì chúng ta phải sáng suốt, đúng không ạ? Chúng ta phải hiểu rõ tình hình Là tất cả những gì người Nga làm được Dưới cái triều đại của ông Putin và ông Shoigu với tư cách là bộ trưởng của quốc phòng đã là những cái điều làm mà có thể nói đánh cá nhân tôi đánh giá là rất tốt rồi đúng không ạ? Còn uh, quý vị có thể để ý một cái câu của chúng tôi nói thôi là nếu như quay trở lại cuộc chiến này từ đầu thì Nga sẽ làm gì để khác đi? Tôi nghĩ rằng làm rất ít đúng không ạ? Không có nhiều cái cơ hội để làm khác đi đâu. Mang tính chất chiến thuật và chiến lược đâu còn lại chỉ là những cái diễn biến trên các mặt trận thôi, những cái sự sai lầm của những người chỉ huy, những người chiến đấu, những người chiến sĩ, đúng không ạ, Tạ phạm những sai lầm mà có diễn ra ba bốn cái vụ thất bại ở Vuleda, những vụ hành quân ở Biłgorajka, những vụ chạy lính bị tấn công ở Kremina, vân vân, đấy có một vài vụ như thế thôi. Còn lại những vụ trên biển đen mà tôi nghĩ rằng là nó cũng rất là khó. Tất nhiên là nga phải nghĩ ra cách để xử lý, nhưng mà nó cũng phải có virus thì mới có được cái phần mềm chống virus chứ đúng không, quý vị chắc chắn là nga bây giờ đang nghĩ ra cái 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 virus phần mềm chống virus có nghĩa rằng phòng chống USV của nga ở biển đen ở ukraine biển đen hôm trước thì hôm qua thì uh, uh, tình báo của anh có đăng một cái bài nói rằng là uh, ukraine bây giờ không thể phản công thành công được không thể tiến xa được bởi vì là À, các cái um, cuộc uh, tấn công của họ ấy, bị uh, các cái bụi rậm, các cái uh, cây cối nhỏ ở trên uh, mặt trận nó làm cản trở uh, tầm nhìn uh, và phía nga lợi dụng những cái bụi cây như này để mà nấp ẩn nấp rồi uh, đặt bom đặt mìn vân vân khiến cho ukraine không thể vượt qua. Tất nhiên là một cách rất là lý thú đúng không? để mà gọi là um, uh, giải trình cho những cái thất bại uh, và tất nhiên những cái lý do đấy thì cũng không ai có thể phản bác được. Nó cũng rất là đúng nhưng mà ở đây thì rõ ràng là một lần nữa phương tây lại lấy cả những cái cây cối đúng không ạ tức là thiên nhiên để mà quy tội cho putin là putin đang vũ khí hóa thiên nhiên cây cối để chống lại ukraine như vậy là không có một cái putin là một người xấu không dừ bất kỳ một thủ đoạn nào để mà đánh bại bằng được người ukraine và phương tây còn trong khi đó thì putin vẫn tích cực trồng cây vẫn tiếp tục vũ khí hóa những cái bụi cây, bụi rậm ở khu vực Zaporizhia. Vâng, một lần nữa chúng ta thấy một cái sự đỉnh cao của tình báo phương Tây và đặc biệt là tình báo Anh. Và nhân tiện chúng ta cũng nói luôn về những cái gọi là tiêu đề liên quan đến tình báo Anh đi. Theo tình báo Anh thì vụ tấn công của Ukraine vào tàu đổ bộ Olenne Gorsky ở cảng Novorossiysk à, diễn ra vào ngày hôm à, hai hôm trước đúng không ạ? Thì là một trong những cái đòn đánh mạnh nhất vào tinh thần cũng như năng lực à, của hải quân Nga. Và trong thời gian tới chắc chắn là cái sức mạnh của hải quân Nga ở khu vực biển Đen sẽ bị giảm đáng kể ngoài ra vụ tấn công cũng cho thấy khả năng tấn công của hải quân thủy quân của Ukraine rất đáng sợ và có thể là một trong những yếu tố thay đổi cuộc chiến đặc biệt là cuộc chiến đang diễn ra ở trên Biển Đen đồng thời cũng cho chúng ta thấy bộ mặt thực về cái sức mạnh của hải quân nga ở khu vực này và tất nhiên là nói về tình báo Anh thì cũng không thể nói về viện nghiên cứu thổ tả của Mỹ được đúng không ạ viện nghiên cứu thổ tả này, ấy, tôi nghĩ rằng thời gian tới nó vai trò nó còn kinh hơn nữa quý vị, ạ. bởi vì quý vị biết không, người đứng đằng sau để thành lập nó là Victoria Nuland, đúng không ạ? Tức là nữ hoàng chết chóc của Mỹ, ấy. bây giờ đã là gọi là là thứ trưởng bộ ngoại giao và là một trong những người quyền trưởng uh, bộ ngoại trưởng bộ ngoại giao, đúng không ạ? Bộ trưởng bộ ngoại giao của Mỹ trong trường hợp mà ông uh, uh, Antony Blinken có vấn đề gì và người ta dự đoán là rất có thể bà này, bà ấy sẽ lên làm bộ trưởng bộ ngoại giao trong trường hợp những cái thế lực ngầm đúng không ạ, nó vẫn thao túng được cái chính phủ mũ trong những cái nhiệm kỳ tới. Và nếu bà này bái lên làm bộ trưởng bộ ngoại giao thì tôi khẳng định quý vị là cái hành tinh của chúng ta nó sẽ còn rực cháy đúng không ạ. Người ta gọi là nữ hoàng chết chóc mà. đi đến đâu thì xã hội chế độ sụp đổ đến đấy. Toàn bộ những kịch bản diễn ra ở Ukraine từ năm 2010, 14 vân vân đều dưới tay cái vị nữ hoàng này tất nhiên là nữ hoàng thôi, nhưng mà nhìn mặt thì nó không được uh, gọi là châm anh thế phiệt lắm. Và bà này thì bà ấy đã dựng ra cái viện nghiên cứu uh, chiến tranh và rất nhiều người dân Việt Nam gọi là viện nghiên cứu thổ tả. Và sau đó thì uh, chồng rồi là em chồng, rồi là em của uh, vợ của em chồng uh, cũng thao túng cái tổ chức đấy và làm những là những người điều hành tổ chức đó. Hàng ngày thì tổ chức này đưa ra những thông tin rất là tình báo rất là kinh khủng có thể nói là 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 là, là nghiêng trời lệch đất ví dụ như những vụ liên quan tới binh sĩ nga có thể do cái vấn đề vệ sinh này nọ vân vân đấy dẫn tới là bị hắc lào rồi là thổ tả này nọ vân vân chúng ta đã từng nghe qua rồi hôm nay thì viện nghiên cứu thổ tả đưa ra những công bố là gần như những báo cáo gần đây của viện nghiên cứu chiến lược của đại học Yale ở Mỹ cho thấy là những uh, suy luận của viện nghiên cứu chiến tranh từ trước đến nay đã khẳng định rằng việc chiếm đóng uh, cũng như những uh, biện pháp cưỡng bức của chính quyền nga ở các khu vực uh, chiếm đóng đang cố tình bắt người ukraine phải, uh, phải 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 gì nhỉ phải đăng ký lấy hộ chiếu nga bằng được là một trong những nỗ lực của nga uh, để cứu vớt tình hình kinh tế chính trị xã hội và pháp lý đang diễn ra tơi bời À, có thể là đang đứng cái, cái trong bờ vực sụp đổ ở những khu vực bị chiếm đóng có nghĩa rằng ở khu vực năm tỉnh trong đó có cả Crimea tình hình chính trị này nọ vân vân nó phức tạp dẫn tới việc nga bắt buộc là dân chúng phải à, à, bắt buộc nha quý vị nha phải chấp nhận hộ chiếu Nga thay vì ukraine viện nghiên cứu cũng cáo buộc kremlin đang có những hành động gọi là mờ ám để mà cố gắng thành lập những cái điều kiện tốt và điều kiện thuận lợi để cố tình ve vãn những người tình nguyện phục vụ trong quân đội nga và rất hay đúng không ạ giống như kiểu là viện này sẽ đưa ra những cái lời buộc tội bà là hiện nay thế hệ ông bà ở việt nam đang cố tình gọi là yêu quý con cháu để mà con cháu nó yêu quý ngược lại ông bà và có hiếu ngược lại với ông bà đúng không ạ Quân đội Nga đang tiến hành một loạt các hoạt động tấn công dọc khu vực Kubian, Statov, Kremina gần Bakhmut. À, tuy nhiên, trong thời gian gần đây thì đã bị Ukraine chặn đứng ở phía ranh giới của Bắc uh, Liman và Kharkov. Điều này cho thấy là các cái mũi tấn công của Nga à, không có chiều sâu, không có cái sức mạnh và phía Ukraine đã hoàn toàn có thể dễ dàng chặn lại các bước tiến của Nga trong khu vực này. Tức là kiểu gì thì kiểu khen đối thủ xong nhưng mà bao giờ cũng phải chê con nhà người ta, đúng không ạ? Thằng này nó học giỏi nhưng mà chẳng qua đấy là do ăn may. Vâng, đến với tin cuối của Viện Nghiên cứu Thổ tả, chúng ta biết là họ đang nói về việc đang diễn ra những thời gian qua ở nước Nga. Là dân chúng nước Nga đang ngày càng chán ghét và đang tấn công vào các trụ sở đăng ký tuyển quân ở Nga, các trung tâm đăng ký tuyển quân ở khắp đất nước vừa là đây chính là một trong những cái hệ quả của việc là sức ép uh, tổng quân của Nga cũng như là cái uh, dư luận công chúng uh, chống đối và phản đối cuộc chiến của Nga ở Ukraine cũng như là cái thái độ của họ càng ngày càng suy giảm lòng tin đối với chính phủ của ông Putin và cũng cho thấy là cái ảnh hưởng cũng như là cái quyền lực của ông Putin đang ngày càng bị uh, suy giảm liên quan đến việc này thì chúng ta cũng biết là nó là những cái hoạt động mà mang tính chất scam đấy uh, scam có nghĩa là gì là ukraine họ tung ra một cái chiến dịch uh, thông tin rất lớn liên quan đến cái vụ này quý vị nhớ nhé, đây là một chiến dịch thông tin cực lớn nhằm vào nó không khác gì các chiến dịch thông tin mà nhắm vào uh, wagner để gây cái uh, thù hằn rồi là cái gì dạn nứt trong nội bộ bộ quốc phòng đâu có nghĩa rằng là họ tổ chức rất nhiều những cái đơn vị À, tìm ra những cái người mà bị mắc nợ những người mà có vấn đề về tinh thần thần kinh đại khái là trong hoàn cảnh rất là khó khăn trong xã hội và hầu hết đều là những cái người phụ nữ cao tuổi và ly thân tức là sống một mình không nhiều không có nhiều thứ để nương tựa và tất nhiên cũng có những vấn đề về sức khỏe này nọ nữa và đặc biệt là nợ lần Đấy, sau đó thì nhờ những cái nghiệp vụ như vậy quý vị có từng đã bị ai giả danh cảnh sát mới lại luật mới thuế gọi điện chưa đúng không ạ đấy thì những người như này họ làm y hệt như vậy họ bảo là <laughs> phải chuyển ơ, phải gọi điện ngay lập tức về vào ơ, phải giải quyết phải ném ơ, các cái chai xăng vào nhầm dạ dưỡng việt nam với lại nga vào các cái văn phòng tuyển quân nếu không thì họ sẽ làm cái việc này việc kia liên quan tới tài khoản rồi liên quan tới việc trừng phạt này trừng phạt. đại khái là vừa đe dọa vừa thuyết phục đúng không ạ? sẽ làm những cái gì đó mà gây hại cho người đó và rất nhiều những người phụ nữ như thế thì người ta cũng khi mà bị bắt thì người ta bảo người ta không còn cách nào khác, người ta bắt buộc phải làm như thế. Tất nhiên nó chỉ là những cái lém những cái chai xăng thôi, nó cũng không gây ra cái ảnh hưởng gì về thiệt hại nhưng mà nó cũng là một cái vấn đề, nó liên quan tới cái yếu tố nó ảnh hưởng đến hình ảnh đúng không ạ? ở các khu vực tuyển quân. Và sau đó thì Ukraine sẽ sử dụng những cái hình ảnh và những cái thông tin như thế để họ xây dựng những cái chiến dịch để tấn công uh, uh, trên mặt trận truyền thông vào xã hội nga. Vâng, tất nhiên là ukraine họ có thể nói là mình không biết như nào dùng từ gì nhưng rất hăng hái, rất thông minh, rất sắc sẽ bén trong việc mà tấn công bằng truyền thông. thật là đáng tiếc nếu như họ dồn những cái trí tuệ như thế, đúng không ạ, để mà có thể làm được cái việc đó ở trên trận địa thì ít nhất họ còn có thể tạo được những tình huống để mà thay đổi ít nhiều liên quan tới cục diện của cuộc chiến nhưng mà họ đầu tư quá nhiều vào những việc tấn công phá hoại tấn công khủng bố rồi là tấn công về mặt truyền thông mà quên đi một trong những thứ quan trọng nhất đấy là tấn công về các cái vấn đề liên quan đến mặt trận và đây cũng là lý do mà có thể nói là một cái lý do để biện hộ nhất rõ ràng nhất không phải là lý do gì nữa bụi rậm hay là bãi mìn hay là công sự chiến hào hay là À, ăn may hay là gì cả đúng ạ à. tất cả những lý do đấy chỉ là nguy biện cái lý do duy nhất để giải thích cho việc thất bại của ukraine đó là tất cả những cuộc tấn công của họ nó đều mang màu sắc chính trị đúng ạ à. nó không có đánh nhau thật ở đấy nó đánh nhau để phục vụ mục đích chính trị chứ còn họ toàn đầu tư nguồn lực của họ vào những việc đâu đâu mà như tôi vừa nói với quý vị đấy đúng ạ à. rõ ràng là bây giờ chúng ta sẽ thấy là họ đang tìm cách thực hiện một cuộc tấn công mang tính cách chính trị nào đó chỉ để ăn tiền thôi và duy trì chính phủ thôi Đúng không ạ? Chứ bây giờ đang tấn công như này mà quay sang định dập dòm tấn công của khe Son thì rõ ràng nó là hoàn toàn nó là chính trị chứ còn gì nữa. Những mặt trận như này ngon ăn như này còn không làm được. Ở Bắc Mút thì đã chiếm Kikita gần đến nơi rồi nhưng cuối cùng buông. Đấy, và tất nhiên là họ cũng không buông, họ cũng sẽ cố nhưng mà cảm giác như là họ cũng trùng trùng tay rồi, đúng không ạ? Và không cố đẩy thêm nó tăng tốc những ngày sắp uh, những ngày vừa qua. Nhưng mà rõ ràng là không biết sắp tới họ làm gì nhưng tôi chỉ biết là họ đang gần như là những cái con uh, thiêu thân và những con bạc ấy khi mà thua cái canh bạc này họ bày ra những cái canh bạc khác để mong gỡ lại đúng không ạ và họ đang đặt cược vào khe son và chúng ta thấy là khe son này Crimea nó sẽ gấp khó gấp 10 gấp trăm lần so với những cái Zaporizhia và khu vực Bắc Mút quý vị công nhận không ạ vâng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chúc quý vị một buổi trưa chủ nhật đẹp trên cả tuyệt vời và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo